làm tại khách sạn 5 sao này và mọi người xem thử một ngày của Bơ sẽ như thế nào khi mà làm nhân viên tại khách sạn 5 sao này nha. Let's go. Sau khi mà dọn dẹp bàn đồ ở quầy lễ tân xong rồi thì Bơ sẽ tiến hành lên phòng của khách để thêm những cái như là khăn, bàn chải đánh răng và sữa tắm cho những phòng còn thiếu nữa. Như ở đây thì Bơ sẽ thêm hai cái khăn hình con, này là con thiên nga, mọi người thiên nga màu trắng ở đây. Bình thường thì công việc này sẽ không phải là công việc của Bơ, nhưng hiện tại nhân viên khách sạn vẫn còn chưa đủ người nên là Bơ sẽ làm luôn cho mọi người đỡ cực á. Sau đó thì Bơ có thêm màn chải đánh răng, kem đánh răng vào trong nhà vệ sinh cho khách. Và những cái món này là những cái món dùng một lần nên là mình sẽ thay mới mỗi ngày cho khách luôn á. Và đây là căn phòng thứ hai mà Bơ cũng sẽ làm tương tự, đó chính là thêm khăn và thêm những cái con thiên nga màu trắng lên giường của khách nè. Cái này cũng là khăn luôn á mọi người, nhưng mà nó thuộc dạng như là khăn để mình lau tóc, lau mình khi mà mình tắm xong á. Còn đây là phòng cuối cùng của ngày hôm nay mà Bơ dọn dẹp nè. Ở đây thì Bơ cũng thêm y chang như lúc nãy giờ Bơ thêm thôi. Và cái phòng này là phòng dành cho những cặp đôi á, nhìn nó màu hồng rất là dễ thương luôn. À và những cái chỗ mà có cái gương như thế này, nếu như mà nó có dính bụi thì Bơ cũng sẽ lau luôn cho tụi nó, để cho tụi nó sạch sẽ nhất có thể khi mà khách nhận phòng nè. Xong hết rồi thì Bơ có dẹp cái xe đẩy vệ sinh ở đây. Và Bơ cũng sẽ không thể nào quên được thêm một bước, đó chính là khử khuẩn cho hồ bơi nè mọi người. Lúc này thì vẫn chưa đến giờ nhận khách á. Mỗi một khách sạn sẽ có một cái khung giờ nhận khách vào riêng, giống như khách sạn của Bơ thì sẽ là 12 giờ trưa. Em ơi, cho chị đặt phòng với. Dạ chị ơi, hiện tại vẫn chưa đến giờ nhận phòng, bên em á chị có thể ngồi đợi được không? Ủa, bây giờ cũng 10 giờ sáng rồi, chưa tới giờ nhận phòng hả? Dạ, khách sạn ở khu vực này thì đều là 12 giờ trưa mới nhận phòng, chị có thể ngồi ở đây đợi và uống trà nè. Ủa trời, gì mà kỳ cục vậy, cho chị vô sớm 2 tiếng đi, chứ chị đợi đây làm gì? Hay giá cái này không được rồi, chị có thể ngồi đây đợi, tụi em sẽ phục vụ chị. Không, bây giờ tôi muốn nhận phòng luôn. Dạ chị ơi, bên em 12 giờ trưa mới nhận khách á, cho nên là chị đợi giúp em nha. Mấy cô mắc cười quá, tôi muốn nhận phòng sớm hơn, cũng không cho nữa. Dạ nếu chị mà ngồi đợi ở đây thì chị sẽ được nhận nước và là ăn trái cây miễn phí luôn á chị ơi. Ủa, mấy cái này ở đây là được miễn phí luôn á hả? Thì cũng vậy. Dạ thì chị yên tâm nha, mấy cái này đều miễn phí hết á. Trời ơi, sao không nói sớm từ ban đầu, rồi thôi bây giờ chị sẽ ngồi đợi ở đây nha. Dạ vâng, tụi em cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Sau đó bên khách sạn của Bơ sẽ có một bạn đến để đưa hành lý của khách lên phòng và bạn này sẽ đem đưa tận phòng luôn á, cho nên mọi người cứ yên tâm. Lúc này khách ngồi đợi chắc tầm cỡ 20 phút rồi á mọi người, thì khách có lại hỏi Bơ là sao lâu quá mà chưa có nước uống nữa. Và bây giờ thì Bơ sẽ qua phòng trà để xem thử nha. Lúc mà qua phòng trà thì Bơ mới biết được á là cái máy này nó bị kẹt mất tiêu rồi, chưa có ép được nước á. Lúc mình là Bơ có thử vệ sinh cái lõi thì đã ép nước được rồi này mọi người. Trời ơi, mừng dã man luôn á Bơ, với lại cái chị nhân viên mừng hết lớn. Tại vì đây là khách đầu tiên mà khách này cũng hơi khó tính á, Bơ sợ là sẽ có chuyện rắc rối xảy ra hên là không sao hết. Và khách này đã đặt nước ép Việt Quốc. Trời, nhìn cái màu dễ thương dã man. Còn bây giờ là 12 giờ trưa rồi, đến giờ mà khách có thể nhận phòng được rồi á, cho nên là Bơ có kêu chị khách lại để đưa cho Bơ cái căn cước công dân nè. Và lúc này thì chị khách cũng rất là vui vẻ vì cái dịch vụ trải nghiệm bên Bơ, mặc dù ban đầu thì nó hơi rắc rối một chút xíu, nhưng mà Bơ nghĩ là không sao, mọi thứ đều sẽ ổn nếu mà chất lượng dịch vụ của mình ok á. Ngoài dịch vụ khách sạn ra thì bên Bơ còn có thêm cả buffet ăn sáng cho khách nè, với lại có cả hồ bơi to trên tầng 3 nữa, cho nên là khách rất là hài lòng về dịch vụ này luôn á. Dạ, xin kính chào quý khách ạ. Em ơi, cho anh đặt phòng ở đây đi. Dạ vâng, mình đặt phòng gia đình nha anh, tại vì mình có em bé. Ok, em lấy cho anh cái phòng gia đình đó đi, nhưng mà cái phòng gia đình nó ở tầng mấy vậy? Dạ, phòng gia đình bên em thì sẽ ở tầng 2, rất là tiện cho việc mình đi lên đi xuống luôn á anh. Ủa, không có tầng cao hơn á em, tại vì con bé nhà nó rất là thích tầng cao luôn á. Không chịu, không ở tầng cao, con không có chịu đâu. Con mình chỉ ở tầng cao để nhìn phong cảnh thôi anh ơi. Cho anh hỏi là còn phòng khác không em? Dạ phòng khác hiện tại bên em đã có khách đặt rồi anh ơi, chỉ còn phòng ở tầng 2 thôi nè. Trời ơi chết rồi, giờ sao đây, anh thích khách sạn này lắm luôn á, nhưng mà con bé của anh nó không có chịu. Đã tôi nói là đừng có đi mấy khách sạn mà nó mới mở mà chơi, chất lượng tệ dám ăn. Nhưng mà anh. Em bé ơi, khách sạn của cô có một cái hồ bơi rất là to trên tầng 3 luôn á. Ở đây có hồ bơi luôn hả? Con thích hồ bơi lắm luôn á. Con thích ở đây, con muốn ở đây. Ở con gái vui là mẹ cũng vui nha. Vậy cho anh quyết định đặt phòng gia đình ở đây luôn nha em ơi. Dạ vâng ạ, anh cho em xin căn cước công dân nha. Dạ em nhận ạ, em gửi thẻ phòng cho mình luôn nha anh ơi. Chúc anh chị có trải nghiệm dịch vụ tốt nhất bên em. Lúc này là mọi người nhìn thấy mặt Bơ cười vậy thôi, trong lòng Bơ rất là hoảng loạn luôn á. Trời ơi, mới ngày đầu tiên đi làm mà gặp hai cái trường hợp này, Bơ rất là buồn luôn. Chị nhân viên khác có lại và an ủi Bơ, nói là không sao đâu, không phải ngày nào cũng vậy, cho nên là Bơ cũng đỡ buồn hơn được một chút. Em ơi, anh có đặt phòng cho hai người rồi á. Dạ vâng ạ, anh cho em xin căn cước công dân của mình nha anh ơi. Ok, em đợi anh tí để anh đưa chị em nha.
Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh chị nhiều. À mà em ơi, cho anh hỏi cái là sao ở chỗ của em nó nóng dã man vậy trời, nóng muốn xỉu luôn á. Dạ anh chị từ nơi khác đến đúng không? Chỗ của em thì sẽ không có mùa đông, mà mùa đông nó chỉ hơi mát mẻ một chút thôi à. Ủa trời, gì kỳ vậy? Sao bên em không thèm đăng lên mạng cho khách biết gì hết vậy? À dạ anh ơi, tại thời tiết của em là như vậy mặc định rồi nên em không có đăng lên á. Với lại nếu mà anh chị đi du lịch ở đâu thì anh chị nhớ nên xem thời tiết trước giúp em nha, đỡ bị sốc nhiệt như hôm nay á. Cho anh hỏi gần đây có chỗ nào bán quần áo không vậy em? À dạ có, gần khách sạn của em cách đi 2 căn có một cái shop quần áo bán đồ nam nữ luôn, anh chị có thể ghé thử nha. Ok, anh cảm ơn em nhiều, để anh đưa cho em căn cước công dân của anh nè. Dạ em nhận à, để em gửi cho anh chị thẻ phòng luôn. Em cảm ơn anh chị nhiều. Sau khi mà làm hết việc mà rảnh tay không có gì làm nữa thì Bơ sẽ phụ mọi người những cái việc linh tinh giống như là bưng đồ ăn cho khách. Đây cũng không phải là nhiệm vụ của Bơ nhưng mà khách sạn của Bơ chưa có tuyển đủ nhân viên á mọi người nên là Bơ sẽ làm phụ mọi người cái này để cho mọi người đỡ cực. Mặc dù là quầy buffet nhưng mà cũng sẽ có nhiều khách yêu cầu những cái món riêng và bên bếp của Bơ vẫn có hỗ trợ cho mọi người đặt những cái món riêng đó luôn cho nên mọi người cứ yên tâm thử trải nghiệm dịch vụ khách sạn bên Bơ nha. Bây giờ cũng đến giờ ăn trưa rồi và đây là phần cơm trưa mà khách sạn đã chuẩn bị cho mỗi nhân viên nè. Cùng Bơ xem thử có gì nha. Ôi hôm nay khách sạn của Bơ cho nhân viên ăn mì ý tôm nè mọi người, với lại kèm đến là những cái trái cây như chuối với nhau và một ly sinh tố xoài nữa. Trời ơi siêu ngon luôn á. Còn bây giờ thì Bơ ăn trưa đây, mời mọi người ăn chung với Bơ nha. Lúc này là Bơ cũng đã đến giờ tan ca rồi và tự nhiên anh khách này có xuống. Anh khách này là anh khách mà mặc đồ mùa đông cho khách sạn của Bơ hồi sáng á. Anh khách này hỏi là bên Bơ có dịch vụ trang trí phòng không. Bơ có hỏi là ủa anh tổ chức sinh nhật hay sao, thì anh khách mới nói là anh khách định cầu hôn chị đi cùng của anh á, là chị người yêu của anh á mọi người. Trời ơi lúc này là Bơ sốc dã man luôn. Nhưng mà anh khách nói là cái thời gian mà chuẩn bị nó tầm cỡ nửa tiếng thôi cho nên là tụi Bơ có thể tranh thủ giúp anh được không, và Bơ rất là vui lòng để có thể giúp được anh luôn á. Trời ơi tự nhiên nghe người ta cầu hôn cái mình cũng vui lây là sao vậy nè. Còn anh thì lúc này sẽ dụ chị đi ra ngoài để đi mua đồ, nó giả vờ những cái lý do đó mọi người để Bơ có thể ở nhà để trang trí được cho anh. Trời ơi siêu dễ thương luôn. Cái này là do được sự cho phép của anh cho nên là Bơ mới có thể vào phòng của khách như thế này á, cho nên mọi người không có cần thắc mắc nha. Khách sạn thì lúc nào cũng sẽ bảo mật thông tin của khách hết. Còn đây là cái nhẫn mà anh đã chuẩn bị cho tiệc cầu hôn mà anh có nói với Bơ nè. Bây giờ thì Bơ sẽ bắt đầu trang trí đây. Ở đây thì Bơ sẽ thêm 2 ly rượu và 1 ít rượu trái cây cho anh với chị có thể cầu hôn xong ngồi uống nước nói chuyện lãng mạn với nhau. Vì khá là gấp rút mà anh cũng không có nói trước cho khách sạn biết để khách sạn chuẩn bị được tốt hơn nên là Bơ cũng có thể chuẩn bị được một vài món thôi chứ không thể nào chuẩn bị nhiều và mong là màn cầu hôn của anh sẽ thành công. Bơ còn rải hoa hồng dưới sàn nữa là xong rồi nè mọi người. Mặc dù trang trí rất là nhanh nhưng mà nhìn cũng đẹp hết chứ bộ. Và Bơ cũng muốn chúc anh chị trăm năm hạnh phúc luôn. Đến đây mặc dù không muốn nhưng mà phải nói là chào tạm biệt với mọi người rồi. Nếu mọi người thích video này đừng quên cho Bơ nút like, và nếu thích Bơ đừng quên cho Bơ xin một nút subscribe nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.